Sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương tổng kết công tác năm 2022, triển khai kết luận của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội khóa 15 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Trung ương có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên, các đồng chí thường trực tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy. Năm 2022, tình hình thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, khó khăn hơn so với dự báo. Trong bối cảnh đó, chúng ta đã đoàn kết trên dưới đồng lòng, dọc ngang, thông suốt với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Bám sát nghị quyết Đại hội 13, kết luận của Trung ương, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã cùng các cấp, các ngành, các địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đề ra trên tất cả các lĩnh vực. Tình hình kinh tế xã hội đất nước phục hồi tích cực, đạt những kết quả quan trọng khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đạt được mục tiêu tổng quát đạt và vượt 13 chỉ tiêu, xấp xỉ đạt 1 chỉ tiêu và chưa đạt 1 chỉ tiêu trong số 15 chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu do Trung ương, Quốc hội giao. Đóng góp vào thành tựu chung của đất nước, có phần nỗ lực trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Hưng Yên. Công tác xây dựng pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, tinh giản bộ máy, phát triển nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được quan tâm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chú trọng hơn, quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được đẩy mạnh. Trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu năm mới 2023 và chuẩn bị đón xuân Quý Mão, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá năm 2022, Chính phủ đã nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2021. Nổi bật là kinh tế nước ta vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh, đạt 8,02%, cao hơn nhiều so với kế hoạch 6-6,5%, mức cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Năm 2023 là năm thứ 3, năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh thêm 5 vấn đề mang tính định hướng để hội nghị cùng suy nghĩ và trao đổi. Trong đó, Chính phủ cần chú trọng củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế trên cơ sở lành mạnh hóa, giữ vững sự phát triển ổn định, an toàn của hệ thống, các tổ chức tín dụng, thị trường tiền tệ, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, tập trung ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết có hiệu quả những khó khăn, hạn chế, yếu kém của nền kinh tế để giữ vững đà phục hồi tăng trưởng nhanh và bền vững, tạo chuyển biến mạnh hơn trong việc thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch phản động, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao 18 tham luận của lãnh đạo các bộ ngành và các tỉnh thành phố. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương bám sát mục tiêu mà Chính phủ đề ra để thực hiện có hiệu quả hoạt động của ngành địa phương, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc do ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới, đề ra những giải pháp để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế. Tập trung đầu tư những dự án trọng tâm, trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nắm chắc tình hình thực tiễn để đưa ra những chính sách phù hợp kịp thời, tiếp tục củng cố vững chắc nền quốc phòng an ninh, thúc đẩy quan hệ đối ngoại, nâng tầm vị thế của Việt Nam, tăng cường thực hiện chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính để thu hút đầu tư, giảm phiền hà cho nhân dân, tiếp tục tinh giản bộ máy, đẩy nhanh, giải ngân vốn đầu tư công, quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đảm bảo cuộc sống của người dân.